Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được ở một số tuyến đường quanh khu vực vườn hoa Lenin, Hồ Tây. Vẫn có rất nhiều người đến đây để tập thể dục. Hầu như chẳng ai quan tâm tới các biển cấm của thành phố được dán ở khắp nơi như thế này. Cá biệt, có nhiều trường hợp không đeo khẩu trang và họ chỉ đeo khi thấy ống kính máy quay của chúng tôi. Đi bộ bình thường, đi trên chỗ vỉa hè, đi cách giãn cách xa mọi người ra thôi. Thôi xa khoảng cách ra, tập một mình thôi chứ, có đứng cạnh ai đâu. Thực ra là em nghĩ là cấm tụ tập thôi, còn em thì em chỉ đi thẳng từ nhà một vòng rồi xong đi về. Đấy thì ý em nghĩ là không ảnh hưởng đến ai. Thì em chỉ đi gọi là em đi chứ em không tập trung và cũng không có dừng lại để làm hoạt động gì cả. Thế em chỉ đi nữa, đi xe máy bình thường. Tập thể dục thường xuyên là một thói quen tốt. Tuy nhiên trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương như hiện nay, đây lại là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Thực tế là cái nhu cầu tập thể dục của người dân ấy để nâng cao sức khỏe thì người ta vẫn muốn duy trì. Nên là như anh em cũng tăng cường làm việc quyết liệt nên là cũng hạn chế được người ta đi vào đây rất là nhiều. Theo các chuyên gia y tế, thực hiện nghiêm quy định 5K là giải pháp cốt lõi trong phòng chống dịch COVID-19 và sự chủ quan lơ là của người dân sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả phòng chống dịch của toàn xã hội.